Xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng tuần này. Hôm nay thì chúng tôi chọn một khuôn mặt rất là quen thuộc với cộng đồng, một khuôn mặt mà có thể nói từ nhỏ đến lớn gần gũi với cộng đồng và qua những cái sinh hoạt với cộng đồng người Việt. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị cô Derek Nguyễn Thu Nga. Dạ vâng, xin kính chào. Nguyễn Thu ạ, chắc quý vị đã biết cô từng là phó thị trưởng của thành phố Garden Grove, cô từng là một nghị viên của thành phố và là một trong những khuôn mặt quen thuộc của giới trẻ hiện nay ở tại thành phố Garden Grove. Xin được gửi lời chào đến cô với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Dạ vâng, trước nhất thưa xin cảm ơn anh Đoàn Trọng cũng như là xin kính chào quý khán giả của chương trình ngày hôm nay. Thật sự ra thì tôi đã biết cô từ lâu nay qua những cái sinh hoạt trong cộng đồng, qua những cái sinh hoạt từ vấn đề giáo dục cho vấn đề đến vấn đề an ninh công cộng, vấn đề giúp đỡ cho những người có thể nói nghèo khổ, đặc biệt những người homeless nhà cửa. Nhưng hôm nay tôi muốn mời cô Nguyễn Thu Hà lên đây để chia sẻ với khán thính giả chúng tôi về một Nguyễn Thu Hà trong cái quá trình đến định cư tại Hoa Kỳ. Chúng tôi biết gia đình cô, ba cô là một trong những người, là một trong những giới nhà báo như chúng tôi. Ba cô cũng là một người từng là phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa với cấp bậc là thiếu tá của thủy quân lục chiến. Mẹ cô cũng là một trong những quá là người này đi làm như tất cả những người phụ nữ khác để nuôi dưỡng cô cho đến ngày hôm nay. Và đặc biệt rằng là cô sinh hoạt rất gần gũi với cộng đồng. Nhưng hôm nay chúng tôi muốn biết, cô là một cư dân của thành phố Garden Grove, chúng tôi nghe muốn nói chuyện của thành phố Garden Grove với cô này, được không? Dạ được ạ. Thế thì hôm nay cô muốn nói cái gì đầu tiên về thành phố Garden Grove của cô? Dạ vâng, thứ nhất là Thu Hà trưởng thành ở thành phố Garden Grove. Thu Hà đã sinh sống ở đây 30 năm hơn, yeah, tại thành phố Garden Grove. Và cũng gần như những cái sinh hoạt, đa số những cái sinh hoạt ở trong khu lưu ở Sài Gòn, Thu Hà đã tham gia từ nhỏ tới lớn. Nhưng mà đặc biệt với thành phố Garden Grove thì Thu Hà có, đây là cái nơi mà trưởng thành của mình, cũng giống như đây là cái nơi mình lập gia đình, cũng đây là cái nơi mà ba người con của Thu Hà đang đi học. Đang đi học trong học khu, cũng giống như là các em sinh hoạt trong thành phố Garden Grove rất là gần gũi. Có một cái điều mà Thu Hà cảm thấy rất là tự hào với thành phố Garden Grove. Garden Grove là một trong những đứng hàng thứ năm thành phố lớn của quận Cam của chúng ta. Quận Cam có tổng cộng là 34 thành phố. Và Garden Grove đứng hàng thứ năm trên phương diện dân số, cũng giống như về phương diện diện tích. Cái thứ nhất, cái thứ nhì, thành phố Garden Grove có đông đảo người Việt Nam nhất trong quận Cam của chúng ta. Wow, như vậy là đây là quê hương thứ hai của cô mà cũng là quê hương nhiều người Việt giống như cô đến định cư tại Garden Grove phải không? Dạ rất đúng. Và là một cái thành phố phải nói là cũng rất là suốt bao nhiêu năm qua, mấy chục năm qua là một thành phố cũng khá hiền hòa. Ít bị mang tiếng nhiều nhất và cũng có những cái mà đối với Thu Hà rất hãnh diện trong suốt quá trình 6 năm làm việc nghị viên cũng giống như là cựu phó thị trưởng thành phố là không có một hề có những cái scandal và luôn luôn đặt cái sự an cư lạc nghiệp của người cư dân thành phố Garden Grove trên hết. Vâng. Thưa, cảm ơn cô Nguyễn Thu Hà vừa nói đến với tất cả những khoảng thời gian của cô đã gắn liền với thành phố Garden Grove. Cô xem đây như là quê hương thứ hai của cô. Cô lớn lên đi học tại đây và có thể nói tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp master cùng ở ngay cái thành phố này. Thế bên cạnh những cái điều mà hôm nay chúng tôi muốn cô có mặt với tất cả những cái khán thính giả chúng tôi để biết về một cô Nguyễn Thu Hà với thành phố Garden Grove. Nhưng mà hôm nay cô cho phép chúng tôi đi vào tất cả chi tiết, chúng tôi muốn hỏi cô tất cả những gì vì chúng tôi biết rằng trong tương lai cô sẽ, nếu không có gì thay đổi, cô sẽ là một trong những ứng cử viên người Mỹ gốc Việt của chúng ta cho cái chức vụ thành phố Garden Grove và là đặc biệt nhất là một người phụ nữ nữa. Dạ vâng. Một người phụ nữ có thể nói được huấn luyện, được trau dồi về tất cả những cái vấn đề sinh sống, hạnh kiểm, đạo đức của con người ở tại thành phố Garden Grove này. Bởi thế chúng tôi muốn hỏi cô rất nhiều. Dạ vâng. Trong quá khứ thì cô đã từng là nghị viên, cô đã từng là phó thị trưởng. Tôi xin hỏi trước ông kính truyền hình này, thật sự cô có khi nào nhận một cái quà cáp, có khi nào nhận một cái sự gọi là trực tiếp hoặc gián tiếp vấn đề tiền bạc đến tất cả những ngư dân để họ qua đó họ nhờ cô giúp đỡ cái chuyện gì hay không? Dạ không, có trong một giờ là Thu Hà trong suốt bao nhiêu năm qua là không hề nhận một cách kêu là quid pro quo hay là tiền đưa đi đòi hỏi những cái quyền lợi thì hoàn toàn không có. Cái gì trên mặt luật pháp đó là bất hợp lệ, bất hợp pháp. Mà đối với Thu Hà, giúp người đó là chuyện cần thiết nhất và thật sự là một cái trách nhiệm của mình khi mà giúp cư dân của chúng ta. Cảm ơn cô khi đã cô thẳng thắn trả lời. Và hôm nay, thế thì trong quá khứ một cái thời gian dài cô là nghị viên, cô là phó thị trưởng,
Thế có khi nào cô từ chối tất cả những cái cuộc gặp gỡ, những lời mời gọi, như là yêu cầu cô giúp đỡ một vài cái vấn đề gì, mặc dù cô có thể giúp đỡ hoặc là có thể không giúp đỡ, nhưng mà cái thái độ của cô có khi nào tránh xa tất cả những người dân của thành phố Garden Grove hay không thưa cô? Dạ thưa không. Thu Hà có thể nói thẳng thắn là số điện thoại của Thu Hà từ xưa đến nay là số của công cộng, không có, Thu Hà chỉ có một số điện thoại thôi, và bất cứ người cư dân nào mà gọi cho Thu Hà không bắt liền, nếu mà bị bận không bắt liền thì trong vòng 48 tiếng đồng hồ Thu Hà sẽ trả lời. Tại vì đối với Thu Hà bất cứ những cuộc gọi nào hay là những cái nhắn tin nào rất là quan trọng. Tại người cư dân cũng không ai có thời giờ để mà gọi cho mình đâu. Nhưng mà khi mà thật sự họ gọi cho mình, mọi người gọi cho mình có nghĩa là họ cần sự giúp đỡ. Thì đối với Thu Hà đây là một cái điều mà rất là cần thiết. Tại vì communication tức là liên lạc với nhau để mà biết thêm tin tức hay là gọi để cần giúp đỡ là rất quan trọng. Tôi được biết trong quá khứ khi còn thời kỳ là trai trẻ, những người phụ nữ như cô ở cái tuổi thanh niên, thiếu niên thì cô đã tham dự nhiều cái đoàn thể của cộng đồng người Việt ở đây với một cái truyền thống của một người con cháu của một cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Yeah. Thế đến bây giờ cô nhìn lại trong cái khoảng thời gian đó, có khi nào, đây tôi đặt trường hợp tôi hỏi cô, có khi nào cô có một cái hành động có thể nói là không tôn trọng, hoặc là có hành động thiên vị đối với những người nào phía Phật giáo, phía Công giáo, phía Tin lành, vấn đề tôn giáo của họ, hoặc là những người đi cao đài Hòa Hảo, cô có khi nào có một cái thái độ có thể nó không minh bạch và đặc biệt là có thái độ thiên vị về một cái vấn đề tôn giáo nào trong cái chức vụ của cô hay không? Dạ thưa không, thật ra mình ở với xứ Mỹ là coi như là cái quyền tự do ngôn luận, quyền tự do tín ngưỡng là cái điều rất là quan trọng cho mình. Nhưng khi mà tự do tín ngưỡng đi đến sự tôn trọng lẫn nhau, cái tôn trọng lẫn nhau rất là quan trọng. Không cần biết là anh hay là bạn hay là cô chú bác nào thuộc tôn giáo nào, nhưng mà khi mà mọi người làm việc với nhau thì mình không phân biệt và làm việc chung với nhau. Cho nên từ xưa đến nay, Thu Hà cũng rất là hãnh diện đối với mình là mình không hề thiên vị cho một người nào, nhưng mà mình luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ cho mọi người. Cô cũng biết rằng trong thành phố của cô hiện nay có rất nhiều người lao động bằng chân tay. Họ là những người đi xây dựng nhà cửa, họ là những người đi có thể nói sơn nhà, sơn cửa, hoặc là có những người làm những nghề thủ công như là thợ hớt tóc, như là nghề nail. Cô có một cái thái độ tôn trọng những người đó hay là cô có một cái thái độ có thể nói là không cùng đi song hành với họ hoặc không tận tình giúp đỡ họ trong cái thời gian cô với tư cách là một nghị viên, với tư cách là một phó thị trưởng không thưa cô Thu Hà? Dạ Thu Hà, đối với Thu Hà bất cứ một cái việc làm nào đều rất quan trọng. Từ một người lao công cho tới một người làm vệ sinh rất quan trọng, tại vì không, nếu mà không có những người đó thì chúng ta không có những cái service mà phục vụ cho người dân. Cho nên mỗi một người đều có một cái đóng một vai trò quan trọng trong xã hội, từ một người lao công cho tới một người kỹ sư đều có một cái trách nhiệm riêng và có một rất là quan trọng trong cái vai trò của mình. Cho nên Thu Hà phải nói là không bao giờ phân biệt về nghề nghiệp, mà Thu Hà sẵn sàng làm việc với những người lao công, kể cả có những cái sinh hoạt trong cộng đồng mà Thu Hà cũng đi lụm rác, đi quét đường như mọi người. Thành ra cái đó đối với Thu Hà đó là cái trách nhiệm riêng của mình. Cái câu hỏi cuối cùng nữa trong cái vấn đề mà cá nhân của cô, thái độ và hành kiểm với là đức tính của cô có cái chủ trương phân biệt với những người đồng giới tính, những người có thể nói rằng là hôn nhân đồng giới tính hoặc là những người đồng giới tính trong cuộc sống của họ, trong thành phố của cô không? Cô có nào đối xử khác biệt với họ không? Dạ, nếu mà mình đối xử khác biệt là không đúng với luật pháp, cũng giống như là không đúng với những cái ý tưởng, lý tưởng của mình ở đây. Tại vì khi mình đến Mỹ là mình có một cái câu là đây là xứ tự do, đây là quyền tự do và đây là quyền tôn trọng mọi người. Cho nên đối với Thu Hà không có sự phân biệt, mà chúng ta cũng không nên phân biệt, là tại khi mà cùng đứng chung với nhau, chúng ta là người cư dân của thành phố Garden Grove, chúng ta là người Mỹ gốc Việt hay là chúng ta là một người hàng xóm với nhau mà thôi. Vâng, vừa rồi là những câu hỏi chúng tôi muốn hỏi đến một người hiện nay đang có danh sách ra tranh cử chức vụ thị trưởng của thành phố Garden Grove. Và trong phóng sự cộng đồng này chúng tôi muốn gửi đến tất cả những chi tiết về những ứng cử viên nếu quý những vị đó có điều kiện và muốn liên lạc với chúng tôi để trình bày với cử tri của tại thành phố Garden Grove. Và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Cao nguyên Gumkang, Hàn Quốc. Vùng đất đã từ lâu với những huyền thoại về nhân sâm từ 1.500 năm về trước. Là ý của trời, sức mạnh của đất, lòng thành của con người. Thiên, địa, nhân, tất cả đã hợp lại thành vua của các loài thảo mộc. Đó là Gumkang nhân sâm, có chất lượng hàng đầu thế giới.
FET International Home Shopping đã cho ra đời những sản phẩm nhân sâm, đặc biệt là dòng sản phẩm hắc sâm thượng hạng như sâm nước cô đặc, hắc sâm lát, hắc sâm linh chi viên, cao hắc sâm linh chi, trà rễ sâm, kẹo hắc sâm sugar free. Đặc biệt, Vina Ginseng, chìa khóa tìm lại tuổi xuân dành cho phụ nữ. Để biết thêm chi tiết hoặc làm đại lý phân phối, xin gọi 714-868-6868. Quý vị đang cùng với chúng tôi có điều kiện để trao đổi với cô Nguyễn Thu Hà, một trong những ứng cử viên cho chức vụ thị trưởng của thành phố Garden Grove. Nhưng mà trong quá khứ, cô đã từng một người đảm nhiệm chức vụ gọi là nghị viên và là phó thị trưởng của thành phố Garden Grove trong những năm tháng mà cô làm việc tại tòa thị chính của thành phố Garden Grove. Thưa cô, cái câu hỏi này thì chắc là tôi muốn cô chia sẻ một cách rất rõ ràng, một cách rất trung thực. Chắc cô cũng biết rằng cái cộng đồng người Việt chúng ta hiện nay có thể nói đi đến một cái tình trạng có thể phân hóa trong tương lai với những nhóm này, nhóm nọ, nhóm kia. Và họ quên đi cái quyền lợi của tất cả những người Việt hiện nay đang sinh sống trong khu vực mà họ được làm ra đại diện cho họ trong cái chức vụ. Như chúng ta đã thấy, từ thị trưởng cho đến giám sát viên, cho đến nghị sĩ, cho đến thượng nghị sĩ, cho dân biểu, tất cả những chức vụ đó. Thì tôi không đi ra hình chi tiết cụ thể, nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận có một cái gọi là phe nhóm, có một cái tổ chức với nhau để liên kết với nhau, lẽ nhiên liên kết để tạo một sức mạnh cho cử tri, thì cái điều đó quá tốt. Thế cô có nằm ở trong cái lĩnh vực đó hay không? Có khi nào cô liên hệ với nhóm của cô như thế này, thế nọ, thế kia để tạo nên những cái gọi là sinh hoạt chính trị tích cực và có khi tiêu cực cho cái cộng đồng người Việt của chúng ta, đặc biệt nhất là những cư dân ở trong thành phố Garden Grove của cô hay không? Dạ vâng, thưa bà, cũng chia sẻ đây là có điều mà cũng rất buồn khi mà trong cái cộng đồng chúng ta là một trong những cộng đồng non trẻ nhưng phát triển rất mạnh. Nhưng mà khi nói tới phe phái thì nó hơi quá rõ rệt trong những thời gian gần đây. Phe phái chính trị, phe phái nhóm này nhóm nọ. Cho nên đối với Thu Hà không thuộc một nhóm nào hết, mà đối với Thu Hà là luôn luôn đặt cái quyền lợi là làm những cái sinh hoạt lành mạnh hay là tạo những cái môi trường lành mạnh để làm việc với nhau. Thì khi mà chúng ta nói là tạo môi trường lành mạnh thì chúng ta cái sự liên kết rất là quan trọng. Phải nói là liên kết quan trọng nhưng mà liên kết lành mạnh để mà có một cái mục đích chung, là mục đích tạo công ăn việc làm, tạo cái sự sống, cái sức sống an lành cho người dân. Thì cái sự liên kết đó mới là thật sự. Còn nếu mà băng nhóm hay là phe phái chính trị thì đó là một cái điều mà Thu Hà không bao giờ muốn đụng tới và không thuộc băng phe phái nào. Nhưng mà Thu Hà sẵn sàng làm việc chung với tất cả mọi người, không phân biệt người này người nọ, nhưng với một cái mục đích chung là phục vụ cho cái sự an cư lạc nghiệp của người dân. Cảm ơn cô Thu Hà. Vừa rồi chúng tôi qua cái buổi phỏng vấn gặp gỡ với cô Nguyễn Thu Hà để chúng tôi đưa ra một cái lăng kính tất cả những cái nhìn về nhận xét để cho quý vị thấy một Nguyễn Thu Hà. Trong tương lai quý vị có quyền đối chất khi cô ra tranh cử và bảo vệ cái quyền lợi của mình, quý vị có những câu hỏi nào nên đặt sẵn với cái người mà có thể đại diện cho mình trong tương lai. Chúng ta đừng có vì vấn đề nể nang, chứ không để vì vấn đề này, vấn đề nọ hoặc là một cái vài lợi ích cá nhân mà để chúng ta nghĩ đến một cái sự gọi đã đi xuống của cộng đồng người Việt. Đặc biệt, chúng ta quan tâm vì sao? Vì thành phố Garden Grove này là một trong những cái thành phố, nếu quý vị nhìn kỹ, bao nhiêu người bình dân lao động hiện nay đang sinh sống tại thành phố Garden Grove, một cái con số rất lớn, những người có thể nói sáng sớm đi làm, chiều trở về và có thể nói có nhiều điều kiện về vật chất lẫn tinh thần mà chắc có lẽ chưa được quan tâm nhiều hoặc là có thể nó bị thiếu sót trong cái đời sống của họ. Bởi thế cái lá phiếu của quý vị là rất quan trọng trong cái mùa bầu cử tới đây. Mà chắc quý vị có thể nói nhìn qua cô Nguyễn Thu Hà là một trong những người quý vị có điều kiện đặt câu hỏi. Và hôm nay tôi đã đưa ra những câu hỏi đó đối với nghị viên Nguyễn Thu Hà. Thế thưa bây giờ thưa cô. Dạ. Trong tương lai cô sẽ ra tranh cử và cô sẽ đưa ra những cái gì mà có thể nói rằng cô nghĩ đến cái lợi ích thiết thực nhất cho những cư dân ở trong cái thành phố mà cô sẽ là thị trưởng trong tương lai. Dạ vâng. Có ba đến bốn điều mà tôi thấy rất là quan trọng. Tại giống như anh Đoàn Trọng hồi nãy có nói tới là đa số những cư dân là những người thật sự đi làm, sáng đi làm chiều. Nhưng mà đều có những cái
cái đòi hỏi hay những cái yêu cầu, cái rất là căn bản, làm sao cuộc sống của tôi được an toàn. Vâng. Làm sao cho công ăn việc làm của tôi được chắc chắn, làm cho sự phát triển của thành phố, coi nói tới về những doanh nghiệp nhỏ, những nhà hàng, vâng, có thể họ được sinh sống. Vâng. Thế thì cô nói vấn đề an ninh hiện nay, cô nghĩ rằng, tôi nghe lời của một ông cảnh sát trưởng của thành phố Westminster nói rằng là cái an ninh tội phạm nó càng ngày càng gia tăng lên tới 50%. Thế cô nghĩ rằng trong thành phố của cô khi trở thành một thị trưởng, cái điều quan trọng nhất là cô nghĩ đời sống của người dân ở đây phải được bảo đảm an toàn. Người dân đi chợ, người dân đi vô siêu thị, người dân đi vô mấy cái địa chỗ để mua đồ, không có sợ bị dịch xét, dịch giỏ hoặc là bị tráo trở, gọi là lừa gạt. Thế cô nghĩ cái sự kiện an ninh của thành phố Gangrove hiện nay đã đủ tiêu chuẩn hay là cô cần phải có những cái cải tiến trong tương lai nữa thưa cô? Dạ, còn lúc nào cũng phải cần có sự cải tiến thì mình mới có phát triển. À, và hiện tại thành phố Gangrove cũng giống như nhiều năm qua là nói về cơ quan công lực. Thì đã trong suốt 6 năm Thu Hà làm nghị viên thì số lượng nhân viên công lực của thành phố Gangrove luôn luôn được tăng cường, đã tăng từ 150 nhân viên công lực cho toàn thành phố cho tới lúc mà Thu Hà rời thổi ghế nghị viên là 2022 năm ngoái thì là đã lên tới 180 nhân viên công lực. Thì khi mà chúng ta nói an toàn công cộng, chúng ta phải muốn nói là nhu cầu của những người nhân viên công lực phải có đầy đủ số lượng người nhân viên công lực cho toàn thành phố. Về những cái quý vị gọi vô là những cái thời gian mà làm sao nhân viên công trả lời cho quý vị hay là đến tại hiện trường để giúp đỡ hay giải quyết những công việc, thì đó rất là quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta nói bảo vệ an toàn thì chúng ta phải nói là làm sao cho thành phố luôn luôn có một cái số lượng nhân viên công lực trên toàn thành phố được đáp ứng đủ các nhu cầu khi mà những cái cuộc gọi khẩn cấp cần thiết, cũng giống như là đi tuần tra những cái khu vực mà mình gọi là hotspot, tức là những khu vực mà có nhiều cái nhiều khả năng tội ác xảy ra hay là đã từng có những cái tội ác xảy ra và phải đặt cái quan tâm của những cái khu vực đó đi tuần nhiều hơn. Cũng giống như là chúng ta cũng muốn làm việc với nhiều cơ quan các cấp để mà có thêm mình kêu là tài trợ để mà đáp ứng ngoài cái nhân viên công lực, chúng ta có những cái công cụ cũng giống như là chúng ta cũng tạo ra những cái lớp để mà huấn luyện cho những người civilian, tức là những người cư dân á, biết thêm những cái căn bản về giống như đi tuần tra, hay là có một nói khác là cũng đồng thời có những cái sự làm việc chung với nhau giữa nhân viên công lực và người dân. Tại vì có những cái vụ mà người dân thấy, nhưng đối với cộng đồng Việt Nam của chúng ta là cái văn hóa ít khi nào mà gọi lên, ngại gọi lên để bà báo cáo. Nhưng mà kính thưa quý vị, quý vị nếu mà thấy những cái gì bất bình cũng nên gọi để mà cảnh sát có thể họ coi cái khu vực đó, họ đặt cái quan tâm lên để mà họ có thể họ đến tuần tra thường hơn và để họ đáp ứng những cái nhu cầu một cách nhanh gọn hơn. Nhưng mà thưa cô Thu Hà, dạ, vì trước tiên cô cũng đã thấy càng ngày càng người Việt chúng ta càng có thể nói có điều kiện, có gia cư để sinh sống và ăn ở. Và những một vài điều kiện thì trong lúc mà chúng ta cần có thể nói là phát triển cái nhà cửa chúng ta lên một cái mức độ nó tốt đẹp hơn thì cần phải có những cái đơn để xin giấy sửa chữa như là ADU phải không cô? Dạ vâng, cái permit. Permit phải làm với tất cả những cái gì mà có thể nói rằng là có nhiều khi nhiều người mua nhà trước đây họ đã sửa trước và đến bây giờ thì họ lại bị khó khăn bởi những cái quan chức họ đi kiểm soát như vậy. Và đồng thời cái vấn đề gia cư cho những người mà hiện nay già cả lớn tuổi không có cái nơi cư trú đàng hoàng hoặc là họ không có đủ điều kiện vì vấn đề họ không có cái income của họ đến để có thể cung cấp cho họ có những cái tiện nghi. Với tư cách là một thị trưởng trong tương lai, cô sẽ giải quyết vấn đề đó như thế nào? Chúng tôi đặt ra những cái vấn đề. Thế những người đến xin phép xây dựng, sửa đổi nhà cửa, liệu họ nếu trong quá khứ, tôi nói nếu thôi chứ chưa, tôi có những cái khó khăn với tức vụ thị trưởng, cô có dành thì giờ để quan tâm, để giải quyết tất cả những cái vấn đề đó, không riêng gì cho cư dân Việt Nam mà cho tất cả mọi người trong thành phố của cô. Đó là một trong những vấn đề chúng tôi cũng muốn đặt để hỏi đến cô. Và vấn đề thứ nhì nữa là liệu số lượng homeless càng ngày càng gia tăng, nếu cô là thị trưởng, thành phố của cô sẽ như thế nào? Và đặc biệt rằng những
người hiện nay đang nằm trong cái tình trạng chờ đợi gia cư sẽ như thế nào? Đó là một vài câu hỏi mà chắc quý vị theo dõi trong cái chương trình hôm nay cùng với ứng cử viên Nguyễn Thu Hà, để quý vị xem liệu chúng ta có thể tin tưởng và trao lá phiếu cho một người nữ thị trưởng trong tương lai, đó là người Mỹ gốc Việt Nguyễn Thu Hà hay không. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng và quý vị chờ đón những cái câu trả lời của bà ứng cử viên Nguyễn Thu Hà. Cảm ơn quý vị vẫn cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng tuần này và đặc biệt với cô Nguyễn Thu Hà. Chắc quý vị không lạ gì cô Nguyễn Thu Hà, một người lớn lên và có thể nhiều lần cũng xuất hiện trên đài truyền hình của chúng tôi. Và là một trong những người có thể nó hấp thụ một cái lối sống của Hoa Kỳ từ nhỏ đến lớn, đào tạo cả vấn đề giáo dục lẫn vấn đề gọi là trí dục và đức dục. Vừa rồi là những cái câu hỏi của chúng tôi, cô Thu Hà có nghĩ sao về những cái câu hỏi của chúng tôi về điều kiện sinh sống của người dân tại thành phố Garden Grove? Dạ rất đúng, những cái câu hỏi rất hay, thưa anh. Thành phố Garden Grove, bởi vì cái diện tích cũng giống như là về cái nhu cầu từng nhà có những cái đất nó rộng đó, cho nên cái trong suốt mấy năm qua, thành phố Garden Grove là một trong những thành phố đứng đầu về xin giấy phép để mà xây ADU, xây căn nhà phụ, là một trong những thành phố đứng đầu trong quận Cam. Và trong suốt mấy năm qua, Thu Hà cũng thấy có rất là nhiều, ngoài cái đứng đầu ra, có những cái sự mà hơi khó khăn là tại nó bị trì trệ về giấy phép. Mà cũng rất là nhiều quý cư dân ở thành phố Garden Grove đã gọi thẳng cho Thu Hà và cũng đã có nhờ giúp đỡ, cũng giống như là cũng có complain là tại sao lâu quá, tại sao ngồi phải đợi bao nhiêu tuần lễ trong khi những cái nơi khác chỉ có vài ngày. Thì kính thưa quý vị, đây là cái điều mà Thu Hà cảm thấy đây là một cái ưu tiên hàng đầu. Làm sao chúng ta phải làm giảm bớt rào cản, mình kêu là giảm bớt cái rào cản khi mà mọi người mà đến thành phố Garden Grove và sinh sống thì xây thêm nhà cũng không có gì là sai phạm mà rất đúng, tại hiện tại nhu cầu nhà cửa rất cần thiết cho mọi người, và đặc biệt khi mà chúng ta xây ADU thì nhiều gia đình hay là thế hệ có thể ở chung với nhau, tại bây giờ nhà cửa rất là mắc. Và chúng ta khi mà với tư cách là người thị trưởng thì cái hướng đi của thành phố Garden Grove, Thu Hà muốn là giảm thiểu bớt những cái giấy tờ rườm rà hay lâu năm, coi như là kéo dài quá lâu, tiếng Anh nó kêu là giảm bớt cái red tape, tức là giảm bớt rào cản, làm sao cho đúng quy trình và quy tắc đúng theo cái quy định an toàn, nhưng mà giảm bớt thời gian để mà khi mà chúng ta kéo dài thời gian cấp giấy phép thì sẽ ảnh hưởng tới cư dân, cũng giống như ảnh hưởng tới xây cất rồi ảnh hưởng tới tiền bạc nữa, tại vì kéo dài thời gian thì cái người làm cũng phải trả tiền lương, cũng giống như là cái vật liệu càng ngày càng gia tăng. Thì Thu Hà muốn là giảm bớt cái thời gian ngắn hạn để giải quyết vấn đề càng sớm, giấy phép càng sớm trong cái đúng theo cái guideline quy định. Cái thứ nhất, khi mà chúng ta nói về tình trạng mà nhà cửa thì đúng như người già, những người lớn tuổi mà lợi tức không được cao mà phải đi mướn nhà thì hơi mắc. Thì đây là một cái trong những cái điều quan tâm của Thu Hà, làm sao chúng ta có nhiều, nên xây nhiều cái affordable housing, tức là nhà xây cho mướn giá phải chăng. Mà cái công trình mà đã thành công và đã được grand opening, tức là được mở ra, đó là cái tòa nhà sắt ngay đường Brookhurst Garden Grove. Hồi xưa nó là sườn sắt suốt cả chục năm nay, và sau đó trong mấy năm Thu Hà làm nghị viên đã làm việc với các đồng viện để mà tạo ra cái khu nhà đó, và có 91 căn hộ cho người lớn tuổi mướn với giá phải chăng, và rất thành công, tại vì trong thời gian mà mở, trong vòng thời gian rất ngắn, có vài tuần thôi đã đầy hết rồi. Và mướn giá rất rẻ, và Thu Hà cũng đã giúp nhiều gia đình đến mướn ở khu đó khi mà ghi trong cái thời gian ghi danh. Thì đây là một trong những cái chương trình mà thành công, và cũng Thu Hà muốn tiếp tục làm thêm những cái tòa nhà như vậy để giúp cho các bác cao niên mà coi như là không có nhiều tiền để mà mướn nhà, thì đây là những cái khu để mà đặc biệt là mướn nhà dưới giá thị trường. Và khi mà chúng ta nói tình trạng vô gia cư thì đúng, thưa anh Đoàn Trọng, đây là một cái vấn nạn khắp mọi nơi. Và thành phố Garden Grove cũng đã đặt cái ưu tiên này trong nhiều năm qua.
Và khi mà chúng ta nói làm sao mà chúng ta giảm bớt được tình trạng vô gia cư, thì chúng ta, Thu Hà muốn đưa những người vô gia cư vào có một cái nơi để mà họ tạm cư, để mà họ không ở ngoài đường và không an toàn cho họ, cũng giống như là không có làm cho thành phố nó được tốt á. Dạ, mất trật tự á. Mất trật tự. Cho nên đó là một trong những cái tình trạng, một cái cách giải quyết là có những cái khu tạm cư cho những người vô gia cư để mà họ có cái mái trên đầu họ, để mà họ có thể bắt đầu lại cuộc sống. Cũng như cái dịch vụ để mà giúp cho, thứ nhất là trị bệnh cho họ tâm lý và chuẩn bị cho họ một cái bước đường tạo công ăn việc làm cho họ. Vâng, thưa cô, nhưng mà trở lại cái vấn đề để xin housing, yeah, thì lẽ nhiên thành phố Garango là một trong những thành phố cũng có nhiều cái đơn vị housing để cung cấp cho những người lớn tuổi, những người in low income và những người sống cái điều kiện cô đơn một mình họ thôi. Nhưng mà thưa cô, đến bây giờ thì chúng tôi thấy chưa bao giờ mà có nhìn thấy mở cửa, cái chương trình của thành phố Garango mở cửa để nhận tất cả những cái đơn xin cho những người mà trên 70 tuổi. Tôi nói đến cái số tuổi đó là có thể số tuổi cần thiết, họ không thể nào sống mở những cái đơn ở cái nhà cửa để mướn trả tiền rất cao. Thế thì thưa cô, tôi được biết là kể từ năm 2010 đến bây giờ là gần có 14 năm, 13 năm là quý vị không nhận đơn. Mà bây giờ tôi nghe cái tin là không biết có phải không là những người nào phải chờ đợi ít nhất cũng phải tới 17 năm mới có được cái housing. Thế thì những người 70 tuổi rồi mà họ chờ 70, 17 năm nữa thì chắc có lẽ là phải 80 mấy tuổi thì đâu còn cái gì gọi là để chờ đợi nữa. Dạ vâng. Thế thì thưa cô, nếu tư cách là một người sẽ trở thành thị trưởng của thành phố Garango, cô quan tâm như thế nào đến với những người lớn tuổi, elderly, những người mà có thể nói tình trạng gia cảnh của họ khó khăn? Cho cô cũng biết đi mướn một cái nhà bây giờ cũng 600-700 mà họ sống bằng cái tiền SI thì đâu có được bao nhiêu. Yeah. Bởi thế cô nghĩ như thế nào về một cái phương cách nào với tư cách là thị trưởng? Lẽ nhiên cô cũng chưa có thể hoàn toàn thay đổi tình hình, nhưng với tư cách thị trưởng, tiếng nói của thị trưởng cô quan tâm đến, thì thành phố của cô cũng có chạy nhiều từng bước, nó dễ dàng hơn đi đến thành công trong tương lai về vấn đề giải quyết vấn đề housing cho những người lớn tuổi đang chờ đợi, thưa cô. Dạ vâng, housing là chương trình của liên bang và là tất cả đều tùy thuộc vào tài trợ của liên bang, là của HUD. Thì thưa kính thưa quý vị, từ lúc mà cách đây 2010 thành phố Garango mở đơn để nhận vào danh sách chờ, khi mà quý vị có danh sách chờ rồi mới từ từ đôn lên theo thứ tự của mình. Và theo cái tiền tài trợ của chính phủ thì hàng năm cho thành phố Garango, thì thành phố Garango có hơn 2.000 voucher, tức là 2.000 hộ á, để tiền để cho 2.000 gia đình. Và từ 2.000 gia đình đó, nếu mà trong năm đó, trong thời gian đó có một vài gia đình họ quyết định là họ không cần nữa, thì những cái người trong danh sách chờ mới được đông lên từ từ. Và từ 2010 cái danh sách chờ là hơn 14.000 người trong danh sách chờ. Và cho tới bây giờ là chỉ còn hơn 1.000 người thôi. Cho nên nó đã giảm bớt được mười mấy ngàn người rồi. Và cũng có, khi mà cái nhu cầu đó thì đúng như anh Đoàn Trọng nói là cũng rất là điều mà Thu Hà rất muốn cái quan tâm là làm sao mình tìm thêm tài trợ của liên bang. Tại khi có tài trợ liên bang thì cái ngân sách của liên bang á, là tùy theo mỗi năm. Nếu mà ngân sách nó chỉ đủ cho 2.000 hộ thì bây giờ làm sao với tư cách một người thị trưởng mình phải làm gì cái các cấp với tiểu bang và liên bang để xin thêm. Để mà khi mà có thêm tài trợ thì mới có thể nhận thêm hồ sơ được. Right. Thì đó là một cái việc làm. Nhưng mà đồng thời nó cũng có nhiều cái là từ housing mà có thể có những cái chương trình xây nhà cho mướn giá phải chăng, như giá với giá thị trường nữa, để giúp thêm cho những quý vị trong thời gian đang đợi housing thì có thể quý vị có thể được mướn. Tại vì khi mà cái những cái khu căn nhà mà cho người cao niên mướn á, thì 62 tuổi trở lên. Cho nên cũng có, đó là một trong những cái tòa nhà sắt ở đường Brookhurst, đường Garango. Thì Thu Hà với tư cách là một người thị trưởng, Thu Hà sẽ làm việc với liên bang, làm việc với các cấp, giống như những người dân biểu liên bang, để mà họ có thể là đem thêm tài trợ cho thành phố Garango. Vừa rồi là quý vị nghe buổi nói chuyện cùng với cô Nguyễn Thu Hà, một trong những ứng cử viên cho chức vụ thị trưởng của thành phố Garango. Nếu cô được đắc cử thì cô là sẽ trở thành một trong những người nữ thị trưởng gốc Việt đầu tiên trong cái quận Cam của chúng ta. Và cô cũng là một trong những người từ nhỏ đến lớn sinh ra và trở thành thị trưởng của thành phố Garango đầu tiên nữa, và là một trong những người nguồn gốc đến từ Garango. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua buổi gọi là gặp gỡ với cô Nguyễn Thu Hà, và chúng tôi sẽ trở lại ở phần cuối chương trình của phóng sự cộng đồng ngày hôm nay. Cao nguyên Gumkang, Hàn Quốc,
Vùng đất đã từ lâu với những huyền thoại về nhân sanh từ 1.500 năm về trước. Là ý của trời, sức mạnh của đất, lòng thành của con người. Thiên, địa, nhân, tất cả đã hợp lại thành vua của các loài thảo mộc. Đó là gươm sang nhân sâm, có chất lượng hàng đầu thế giới. FEC International Home Shopping đã cho ra đời những sản phẩm nhân sâm, đặc biệt là dòng sản phẩm hắc sâm thượng hạng như sâm nước cô đặc, hắc sâm lát, hắc sâm linh chi viên, cao hắc sâm linh chi, trà rễ sâm, kẹo hắc sâm sugar free. Đặc biệt, Vinet Ginseng, chìa khóa tìm lại tuổi xuân dành cho phụ nữ. Để biết thêm chi tiết hoặc làm đại lý phân phối, xin gọi 714-868-6868. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua qua phóng sự cộng đồng, và đặc biệt hôm nay có sự tham dự của cô Nguyễn Thu Hà. Đây là một trong những người hiện nay đang đảm nhiệm chức vụ gọi là ứng cử viên cho chức vụ thị trưởng của thành phố Garden Grove. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến cô Nguyễn Thu Hà đã dành thời giờ đến đây để chia sẻ với khán thính giả chúng tôi, đặc biệt nhất là những cư dân của Garden Grove. Họ rất quan tâm đến tương lai của thành phố, và có thể cô là một người lớn lên ở đây, là người con dân của Garden Grove, của một người đã chịu được nhiều cái ơn mưa móc, có thể nói là đùm bọc bởi cái thành phố này. Bởi thế, hy vọng rằng cô sẽ là một người dẫn dắt và đưa đến những cái quyền lợi rõ ràng và có thể nói dễ dàng cho những cư dân ở thành phố Garden Grove. Và xin cảm ơn sự hiện diện của cô ngày hôm nay. Bây giờ trở lại một trong những vấn đề mà chúng tôi được biết qua tin tức cô đã gửi ra, thì cô sẽ là người đứng ra để tổ chức một cái buổi hội thảo quan tâm đến vấn đề housing, nhà cửa, nơi ở của những người của thành phố Garden Grove nói riêng và người ở trong Orange County nói chung. Thế thì tiện hôm nay cô cho biết cái thời điểm diễn ra cái buổi hội thảo lúc nào và là ở đâu, để cho tất cả các cư dân, đặc biệt là cư dân của thành phố Garden Grove, họ có quyền đến để có thể gặp gỡ cô, hỏi với cô về, để chia sẻ tất cả những cái gì mà có thể nói họ còn đang muốn biết về cái vấn đề nhà cửa, housing của họ trong tương lai. Tiện thể đây cô có thể chia sẻ với khán thính giả chúng tôi được không? Dạ được ạ. Dạ thưa, đây là một cái việc cái rất là hiếm có để mà mang bốn cơ quan housing của tòa quận Cam đến ngồi chung một nơi, chung một địa điểm để mà trả lời bất cứ câu hỏi nào của quý vị. Thì với cái ý tưởng đó, Thu Hà đã làm việc với bốn người dân cử để mà mang bốn cái cơ quan này tới. Thì Thu Hà đã có liên lạc với bà phó thị trưởng thành phố Anaheim, đó là bà Natalie Rubakova, bà là phó thị trưởng Anaheim, để mang cơ quan housing Anaheim tới. Ông Vincente Samianto, đó là giám sát viên địa hạt số 2, ông để mà mang Orange County Housing Authority tới. Và bà Valerie Amesqua, bà là thị trưởng thành phố Santa Ana, bà đã mang Santa Ana Housing Authority tới, cũng giống như ông thị trưởng thành phố Garden Grove, đó là ông Steve Jones, để mà mang Garden Grove Housing Authority tới. Kính thưa quý vị, bốn cơ quan này đặt trách cho 34 thành phố housing toàn quận Cam, thì trong đó có 3 thành phố lớn là có Housing Authority riêng, còn 31 thành phố còn lại là đặt dưới quyền của Orange County Housing Authority. Cho nên từ xưa đến nay rất hiếm khi mà có một bốn cơ cấu housing đến ngồi chung một mái nhà để cùng trả lời bất cứ những thắc mắc quý vị, từ housing của địa phương này cho tới housing địa phương kia. Cái thứ nhất, cái thứ nhì trong cái buổi housing này là sẽ được tổ chức ngày 19 tháng 8 lúc 10 giờ sáng tới 1 giờ trưa tại Garden Grove Community Meeting Center, tức là nằm ngay góc đường Stanford và đường Euclid, ở cùng cái parking lot với thư viện library của Garden Grove và đối diện trường trung học Garden Grove High School. Và khi mà quý vị tới đây thì quý vị có những thắc mắc về housing, kể cả những quý vị đang nằm trong danh sách chờ của 10 năm qua, quý vị có thể mang hồ sơ mình đến để mình nói chuyện trực tiếp với nhân viên housing. Bởi vì khi mà quý vị từ xưa đến nay cứ thắc mắc mà không biết nơi nào để trả lời, thì đó là ý tưởng của Thu Hà, là chúng tôi tạo cái điều kiện, tạo cái môi trường để quý vị đến đặt thẳng câu hỏi tới những người expert, tức là những người chuyên môn, chuyên gia chuyên môn về cái housing này.
Và cái housing này sẽ từ 10 giờ sáng tới 1 giờ trưa và sẽ có thức ăn nhẹ cho quý vị, bởi được bảo trợ bởi nhiều bởi các nhà bảo trợ, là đó là Vinod là bảo trợ, Vinmission Marine cũng có là bảo trợ, và người Việt California đã bảo trợ, cũng như cá nhân Thu Hà là tổ chức và cũng bảo trợ cho chương trình này. Và cũng có 4 vị dân cử như quý vị Thu Hà với chị chia sẻ. Thì khi mà chúng ta nói housing thì chúng ta phải nói tới đây là cái nhu cầu rất cần thiết cho tất cả mọi người dân. Và nếu mà buổi housing này không phân biệt người sống ở thành phố nào, quý vị đều có thể đến để tham gia và đặt câu hỏi. Về ngôn ngữ, quý vị đừng lo, chúng tôi sẽ có người nói tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha ở tại chỗ cho quý vị để mà có thể thông dịch bất cứ câu hỏi quý vị đặt thẳng vấn đề. Cho nên không mình không lo về ngôn ngữ. Cũng giống như là trong cái buổi hội thảo này sẽ có những vị trong các thành của 4-3 thành phố sẽ nói về những cái chương trình, nói thêm chương trình xây cất nhà mà dưới giá thị trường đang được đang sắp sửa được động thổ hay là đang được phát triển, thì để mình biết, để mà có những vị cao niên mà muốn mướn nhà dưới giá phải chăng á, biết thêm để mà mình chuẩn bị giấy tờ. Cảm ơn cô Thu Hà đã có nhà ý tổ chức một cái buổi hội thảo mà tôi thấy cũng rất là đặc biệt. Thì lẽ dĩ nhiên đến bây giờ thì còn quá sớm để nói về cái kết quả của buổi hội thảo này như thế nào. Tuy nhiên đây là một cái cơ hội đầu tiên mà tôi thấy cô quan tâm đến cái điều mà nhiều người cần và cần được quan tâm đến. Đó là vấn đề nhà cửa, housing của họ. Thì hy vọng quý vị qua cái lời tuyên bố trình bày của cô Nguyễn Thu Hà và cái mời gọi của cô đến, thì quý vị có điều kiện đến vào ngày 19, tất nhiên là ngày thứ Bảy, từ 10 giờ cho đến 1 giờ chiều. Địa điểm thì ngay trên đường Euclid và Stanford, là tất nhiên là ngay trong khuôn viên của thành phố Garden Grove, phải không thưa cô? Vâng. Thì quý vị có đến đó thì quý vị không lo gì vấn đề đậu xe. Và đây là cái cơ hội duy nhất để quý vị có điều để trực tiếp đưa ra những cái thắc mắc về vấn đề hồ sơ cá nhân của quý vị qua vấn đề housing. Vì bốn những người này là bốn những người mà có thể nó có đủ quyền hạn trách nhiệm về tất cả những gì liên quan đến vấn đề housing của quý vị đang chờ đợi. Vì thế chúng tôi hy vọng là sự góp mặt của quý vị đây là một lần nữa. Nhưng mà trước khi mà tôi đi qua một cái vấn đề khác, tôi thử hỏi cô Thu Hà. Dạ. Thế cái nguyên nhân nào mà cô đưa ra cái buổi hội thảo này, hay là mục đích cô để cầu phiếu tất cả những người, hay là mục đích gì mà cô muốn đưa ra cái vấn đề này? Dạ không, trong nhiều năm qua và cũng những thời gian gần đây, có nhiều vị cao niên đã gọi cho Thu Hà và hỏi về housing. Mà phải nói là suốt bao nhiêu năm, cái câu hỏi housing, mặc dù là Thu Hà không phải là chuyên môn, thì khi mà hỏi Thu Hà lại phải đi gọi từng cơ quan, mình chuyển đạt lại những cái câu hỏi của quý vị, rồi Thu Hà gọi ngược lại cho quý vị, cho cái vị cư dân đó. Cho nên Thu Hà thấy là tại sao mình không tạo một cái buổi hội thảo để gặp gỡ, cũng giống như để đặt những câu hỏi trực tiếp. Khi mà gọi qua gọi lại thì có nhiều cái mà mình sẽ không chuyển đạt đúng ý, thay cái luật pháp luật lệ thay đổi nữa, thì đối với Thu Hà đó là cái điều quan trọng nhất. Mà anh cũng biết là housing bây giờ là cái thời phải thấy là kinh tế khó khăn, đúng. Nhà cửa tăng cao quá và đây là cái nhu cầu rất cần thiết của mỗi gia đình. Khi mà mỗi lãnh lương về mình phải suy nghĩ là rồi tiền nhà mình phải đóng quá nhiều, cho nên tôi thì thưa cô Thu Hà, tôi chưa đi đến để nghĩ đến cái vấn đề quyền lợi như thế nào, nhưng mà tôi thấy qua cái buổi hội thảo này nó mang đến một cái tinh thần trách nhiệm. Dạ. Và một cái tinh thần trách nhiệm và một cái tinh thần để đưa tất cả những cái người mà có cái vấn đề cần gặp những viên chức giải quyết thì có cơ hội để có thể nói trong tương lai đây là một cái bước gọi là khai phá đầu tiên, có cơ hội để cho mọi người có cái sự gọi là trao đổi hòa hợp với nhau để tạo một cái bước tiến mới trong tương lai. Và không, tôi nghĩ rằng tôi không cần biết mục đích gì, nhưng mà tôi biết rằng là cái điều cô làm tạo nên một cái không khí mới, một cái luồng sống mới đối với cái quyền tự do dân chủ của mọi người được thực hiện và có quyền đối đáp, có quyền đặt câu thắc mắc với tất cả những giới chức mà họ cũng cần quan tâm đến. Bởi thế tôi thấy cô mời những nhân vật mà chắc là những hình ảnh tôi muốn thấy lại một lần nữa, đó là những nhân vật như là quý vị thấy ông, một trong những người này tôi biết cũng rất nhiều, tôi phỏng vấn họ, đó là ông Steve John, thị trưởng của thành phố Garden Grove. Ông một trong những người hiện nay là giám sát viên của một cái địa hạt 2 thì phải. Dạ vâng. Ông này cũng là một trong những người thị trưởng của thành phố Santa Ana, và một người thì tôi cũng đã từng phỏng vấn ở ngay cái chỗ này, đó là một người vừa mới đắc cử chức vụ thị trưởng của thành phố Santa Ana. Dạ.
Tôi chưa biết cái cô trưởng phó thị trưởng thành phố Anaheim, bà Natalie. Thành bởi vậy quý vị, đây là một thì thôi, tôi muốn hỏi cô lại, thế trong tương lai cô trở thành thị trưởng, cô có giữ cái tinh thần này luôn để tạo cái điều kiện cho những người dân có cơ hội gặp gỡ những cái viên chức mà có thể nói có thể giải quyết cho những thắc mắc của họ không? Cái đó là cái cách mà trong cô có làm việc trong tương lai như vậy không? Dạ, cái đó Thu Hà sẽ hứa và tuyên bố là chắc chắn, là tại vì đây là cái mà Thu Hà luôn muốn là mang mọi người đến cùng một bàn để mà chúng ta bàn thảo, cũng giống như là chúng ta trao đổi những cái tin tức rất cần thiết cho người dân. Cho nên đây chỉ là một cái buổi, có thể là buổi đầu tiên, nhưng mà sẽ có nhiều cái buổi hội thảo sẽ được tiếp diễn ra thêm. Nhưng mà có một điều quý vị cứ thở trực tiếp với Thu Hà, số điện thoại 714-864-4574, đặt bất cứ câu hỏi nào hay là đối chất bất cứ những vấn đề gì, Thu Hà sẵn sàng trả lời. Và đặc biệt rất mong quý vị hãy đến tham gia cái buổi hội thảo này. Vâng, kính thưa quý vị, buổi hội thảo sẽ diễn ra từ lúc 10 giờ cho đến 1 giờ ngày 19 tháng 8 tại trong cái khuôn viên trên đường, quý vị đi thẳng đường Euclid, đi qua đường Garden Grove Pass, đi về hướng North, thì quý vị sẽ thấy ở phía bên tay phải của quý vị đó là thành phố Garden Grove, và hy vọng có một buổi gặp gỡ, và chắc cô Thu Hà cũng có mặt ở đó phải không? Dạ, chắc chắn. Vâng, kính thưa quý vị, đó là buổi chương trình phóng sự cộng đồng của chúng tôi, buổi gặp gỡ đầu tiên với tư cách là ứng cử viên thị trưởng của thành phố Garden Grove, cô Nguyễn Thúy Hà. Cảm ơn cô đã đến đây cùng với chương trình của chúng tôi, và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Dạ, xin cảm ơn.